Thèm ăn khi mang thai là tình trạng thường gặp ở hầu hết mọi chị em. Tuy nhiên, việc ăn uống quá nhiều thực sự là một sự nguy hại đáng lo. Vậy làm thế nào để thỏa mãn cơn thèm ăn mà vẫn giữ gìn được chế độ dinh dưỡng lành mạnh cho cả bạn và bé? Hãy tham khảo 6 mẹo sau đây nhé! 1. Đừng cố ngăn cơn thèm ăn. Sẽ chẳng ảnh hưởng gì nếu bạn chiều theo ý thích của bản thân vài lần. Thông thường, bạn sẽ không còn cảm giác thèm ăn vào cuối tháng thứ 3 của thai kỳ. Cảm giác thèm ăn xuất hiện do cơ thể bạn cố gắng bù đắp các chất dinh dưỡng mà bạn đã bị mất đi khi bị ốm nghén. Với một số người bị cơn ốm nghén hành hạ, cơn thèm ăn là hy vọng duy nhất để họ có thể nạp thức ăn và chất dinh dưỡng vào cơ thể. Vì vậy, miễn bạn không thèm ăn các loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe, nếu không, bạn nên cho phép mình ăn uống các món yêu thích. 2. Không bỏ bữa sáng. Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Việc bỏ bữa sáng sẽ khiến cha mẹ và thai nhi mệt mỏi, suy giảm thể lực và có cảm giác mau đói. Vì vậy, mẹ bầu tốt nhất nên ăn sáng mỗi ngày. Theo đó, mẹ có thể xây dựng chế độ ăn sáng thanh đạm với các thực phẩm như nước gừng, sữa chua, bánh quy. Không chỉ cung cấp năng lượng, khắc phục chứng thèm ăn mà còn giảm thiểu tình trạng ốm nghén và viêm loét dạ dày. 3. Kiểm soát khẩu phần ăn của mình. Bí quyết để hạn chế sự thèm ăn khi mang thai đó là mẹ bầu phải linh hoạt và tinh tế trong việc hấp thụ thực phẩm. Điển hình như khi thèm ăn sô-cô-la, thay vì ăn hết thanh lớn, mẹ có thể phân nhỏ thanh sô-cô-la và bảo quản trong tủ lạnh để kéo dài thời gian thưởng thức hơn. Hoặc nếu muốn ăn kem, mẹ có thể chia nhỏ phần kem thay vì ăn một lần hết cả hộp. Duy trì phương pháp này trong thời gian thai kỳ, mẹ bầu sẽ cải thiện tốt hơn cơn thèm ăn của mình. 4. Chọn những món ăn bổ dưỡng. Chế độ dinh dưỡng hợp lý, cân đối cũng giúp mẹ bầu giảm tải cảm giác thèm ăn hiệu quả. Theo đó, mẹ nên bổ sung các dưỡng chất quan trọng trong khẩu phần ăn mỗi ngày như chất đạm, sữa, vitamin và khoáng chất. Đồng thời, ưu tiên hấp thụ những món ăn bổ dưỡng thay vì lựa chọn những thực phẩm không tốt. Chẳng hạn như nếu mẹ thèm ăn đồ ngọt, thay vì ăn bánh kẹo, các mẹ nên dùng rau, củ, quả. Thay vì uống nước uống có cồn, có ga, các mẹ nên chuyển sang nước ép trái cây và nước suối, hoặc nên chọn chocolate đen thay vì tiêu thụ chocolate sữa. 5. Chia nhỏ các bữa ăn. Thay vì tiêu thụ lượng lớn thực phẩm, mẹ nên lập thời gian biểu chia nhỏ bữa ăn từ 4 đến 6 bữa trong một ngày. Điều này sẽ giúp mẹ kiểm soát hiệu quả cơn thèm ăn khi mang thai, đồng thời cũng giảm tần suất dung nạp đồ ăn vặt, góp phần duy trì cân nặng trong phạm vi cho phép cũng như đảm bảo sức khỏe tốt hơn cho thai nhi. 6. Chọn món ăn nhẹ tốt cho sức khỏe. Ngũ cốc nguyên hạt, hoa quả, trái cây, sấy khô, các loại hạt như hạt óc chó, hạt hạnh nhân, hạt chia đều là những thực phẩm bổ dưỡng mà mẹ có thể mang theo bên cạnh để dùng khi có cảm giác thèm ăn. Trong quá trình mang thai, mẹ bầu nên tham khảo và áp dụng các cách kiểm soát thèm ăn hợp lý, đồng thời ưu tiên bổ sung nguồn thực phẩm lành mạnh để thai nhi có thể tăng trưởng ổn định hơn. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh!